Dạ rồi, xin mến chào quý cô chú anh chị gần xa với sách mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bánh Tre ha. Rồi hôm nay thì vườn mai của chị Hà có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một lô mai giống ghép con mai tàn bên vườn của chị Hà ha. Giá cũng khá là mềm. Cảm ơn cô chú anh chị mình vào xem được cái nào mình ủng hộ cho vườn của chị Hà nha. Rồi không làm mất thời gian nữa ha. Em mời cô chú anh chị mình vào gặp luôn bà chủ để bà chủ chào giới thiệu và giao lưu nha. Dạ rồi, chào bà chủ ơi. Dạ rồi, xin kính chào quý cô chú bác anh chị em mình ha. Hôm nay trở lại kinh thì em cũng giao lưu một số mai tàn phong để anh em mình chơi Tết 2023-2024 ha. Rồi. Rồi em vô clip thì đầu clip em cũng xin nói tiếp với clip trước là mã số 67A ha. Rồi. Rồi mã đầu tiên là một cây thọ hương. Cây này tàn khá luôn cô chú anh chị ha. Tàn lớn luôn cô, tàn khá là đều luôn cô chú anh chị ha. Phong mai tàn đó, có đế luôn cô chú anh chị ha. Đó, cái này có đế luôn ha. Rồi 67 ha, không số luôn bà chủ ơi. Rồi cây này là hoành được 11 ha. Rồi hoành 11 nha, khỏi đo cũ ha. Rồi. Rồi chiều cao của cây là 68. Rồi tán ngang của cây là được 66. Rồi. Rồi cây này thì em giao lưu là 450 ha. Rồi mình đổi cây nha. Rồi 450 bên em bao phí ship nha. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 68A ha. Rồi. Rồi cũng là một cây thọ hương luôn ha. Rồi. Tàn khá luôn cô chú anh chị ha. Thông số luôn bà chủ ơi. Rồi cây này hoành được gần 12 ha. Rồi. Rồi chiều cao của cây là 67. Tán ngang của cây là được 58. Rồi cây này em giao lưu cũng 550 luôn ha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 69A. Rồi. Rồi 69A là một cây thanh mai ha. Rồi, rồi thanh mai đọt đỏ nha. Bông xanh đọt đỏ ha. Cây này 69A. Rồi già bông xanh nha cô chú anh chị ha. Này cụ đế ha. Rất là đẹp nha. Rồi. Thông số luôn rồi bà chủ ơi. Rồi. Rồi cây này là hoành được 16 ha. Rồi. Tàn rồi chiều đều. Chiều cao của cây là 80. Rồi. Rồi tán ngang của cây là được 68. Rồi. Rồi cây này em giao lưu 600 ha. Rồi mà đổi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 70A. Mã số 70A là một cây cúc VIP ha. Rồi. Rồi, cúc VIP người ta còn gọi là cúc chi kỷ nha. Bo khá là già của chú anh chị ha. Rồi 70A. Rồi, để nôm luôn ha. Không số luôn bà chủ ơi. Rồi cây này hoành được 12. Rồi hoành 12. Rồi chiều cao của cây là 66. Rồi. Tán ngang là được 46. Rồi. Rồi cây này thì em giao lưu 400 ha. Rồi cây. Rồi, rồi tiếp theo mã số 71A. Rồi. Cũng là một cây cúc VIP luôn ha. Cây này tàn khá luôn cô chú anh chị ha. Bo già lên da lương đều gan hết cô chú anh chị mà. Rồi đế có luôn ha, không số luôn bà chủ ơi. Rồi cây này là hoành được 16. Rồi cúc VIP, cúc tri kỷ ha. Rồi cao của cây là 1m05. Rồi. Tán ngang của cây là 60 ha. Rồi. Rồi cây này là em giao lưu 650 nha. Rồi cây. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 72. Rồi. Là một cây cúc hoa hồng ha. Rồi một cây cúc hoa hồng thanh tú đó cô chú anh chị ha. Cây này tàn khá nè, bo già cô chú anh chị gì mà lấy bo liền ok nha cô chú anh chị. Nè. Rồi. Có củ luôn ha, nguyên cái củ nở phần ôm luôn cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn bà chủ ơi. Rồi cây này là hoành gần 13 ha. Rồi. Rồi cao của cây là 1m12. Rồi tán ngang của cây là được 66. Rồi. Rồi cây này thì em giao lưu cũng 650 luôn ha. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 73A. 73A là một cây thanh mai luôn ha. Rồi. Cây này tàn khá đều luôn cô chú anh chị, cây lên rất là sung nè, sum xuê cây ngon lành luôn cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn bà chủ ơi. Để nở ha. Rồi, cây này là hoành gần 12 ha. Rồi. Rồi, chiều cao của cây là được 84.
Tán ngang của cây là 56. Rồi. Rồi cây này em giao lưu 550 luôn ha. Rồi cây. Okay. Rồi tiếp theo cây mã số 74A. Rồi. 74A là một cây cúc phượng thanh trăng ha. Rồi cây này tàn khá luôn cô chú anh chị ha. Rồi. Thông số luôn. Củ đế bác. Đẹp nha. Đế có củ luôn cô chú anh chị, nguyên cái củ dữ dằn ha, đẹp ha. Rồi cây này là hoành thân gần 15 ha. Rồi. Rồi cao của cây là 1m14. Rồi. Tán ngang của cây là được 68 ha. Rồi. Rồi cây này thì em giao lưu là 750 nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 75A ha. Rồi. Là cây này hai giống nha. Một giống là siêu bông với lại một giống là cúc chùm ha. Rồi, tầng dưới này là siêu bông của chú anh chị ha. Đó, nhánh này cúc chùm, nhánh trên ngọn này cúc chùm. Có hai nhánh cúc chùm ha, tại vì ghép gớt nên là bị bà chủ hết bò, bà chủ ghép thêm cúc chùm vô nha. Rồi. Rồi, dưới là siêu bông, trên là cúc chùm ha. Rồi. 75A. Thông số luôn nha bà chủ. Rồi. Rồi, cây này là hoành gần 14 ha. Rồi. Rồi, cao của cây là 1m05. Rồi. Rồi, tán ngang của cây là được 75. Rồi. Rồi, cây này thì em giao lưu là 750 ha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi, rồi tiếp theo là mã số 76 ha. Rồi. 76 là một cây tây thi nha. Rồi, một cây cúc tây thi ha. Bông cúc siêu to luôn cô chú anh chị ơi. Bông siêu to luôn ha. 76A. Ừ. Rồi. Cái này đế nở vàng ôm luôn ha. Thông số luôn rồi bà chủ ơi. Rồi cây này là hoành gần 15 nha. Rồi. Rồi cao của cây là được 99. Rồi. Rồi tán ngang là được 62. Rồi. Rồi cây này thì em giao lưu là 550 ha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 77. Rồi cây này tàn quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. 77 là một cây cúc phượng thanh trăng nha. Cái tàn phải nói là xuất sắc luôn cô chú anh chị ơi, quá trời cái tàn. Rồi, cây đẹp nữa lắm nha. Cái tàn đều nè cô chú anh chị thấy không? Đều từ trên tới dưới luôn ha. Cây này có thêm cái củ nữa cô chú anh chị, ăn tiền cái củ mà ăn tiền cái tàn luôn cô chú anh chị ha. Nè, nguyên cái củ này như con thú nằm nè ha. Đó, bỏ chân qua. Rồi thông số luôn bà chủ ơi. Rồi cây này là hoành được gần 16 nè. Rồi. Rồi củ của nó là được 25. Rồi. Rồi chiều cao của cây là 1m08. Rồi. Tán ngang của cây là được 88 nha. Rồi. Rồi cây này thì em giao lưu là 1.050.000 nha. Rồi 1.050.000. Rồi 1.050.000 bên em bao ship ha. Cuối clip luôn, cây này cuối clip luôn. Rồi cây này cũng là cây cuối clip ha. Thì cuối clip em thì em cũng xin cho số điện thoại là 0398932309 nha. Đó cũng là số Zalo của em luôn ha. Rồi. Thì em cũng kính mong được sự ủng hộ của quý cô chú bác anh chị em mình gần xa ha. Dạ rồi em xin chân thành cảm ơn ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Hà cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ha. Cuối clip cũng không quên cho em xin một like và đăng ký kênh để khi kênh em quay video mới cô chú anh chị mình nhận được thông báo để vào xem sớm nhất nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.